Đối với kem dưỡng ban ngày thì để cho nó phát huy tối đa hiệu quả, tránh gây cái tình trạng nổi mụn, kích ứng, bạn cần phải tuân theo đúng hướng dẫn sau: làm sạch da trước khi dùng, cũng giống như là dùng bất cứ một cái loại mỹ phẩm nào trước lúc thoa kem dưỡng trắng ban ngày. Bạn phải vệ sinh da mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt, và trong trường hợp trang điểm thì phải tẩy trang thật kỹ. Lưu ý, nhằm tăng cường hiệu quả của kem dưỡng da ban ngày thì bạn nên sử dụng nó ngay sau khi vừa rửa mặt xong và lau khô da bằng khăn bông. Sở dĩ cần như vậy bởi vì lúc này lỗ chân lông vẫn chưa khép lại hoàn toàn, các dưỡng chất dễ thấm sâu vào da hơn. Chúng ta đừng sử dụng kem dưỡng quá liều. Chúng ta sẽ áp dụng đúng theo cái quá trình skincare hàng ngày. Đối với kem dưỡng da ban ngày thì khuyên bạn chỉ sử dụng một liều lượng vừa đủ, khoảng bằng một hạt đậu đen cho cả cái vùng mặt. Tránh lạm dụng quá nhiều bởi vì làn da của bạn chỉ chấp nhận thẩm thấu những thành phần mà nó cần mà thôi. Việc thoa kem dày không chỉ không tăng thêm hiệu quả mà còn phí phạm, có thể dẫn tới bít kín lỗ chân lông, dẫn tới nổi mụn, làm lỗ chân lông giãn to, kích thích cho da nhanh lão hóa. Hãy thoa kem dưỡng thật đều, hãy tán kem đều ra trên bề mặt, không được để lượng kem dưỡng tồn tại nhiều hơn ở cái viền ngoài. Trường hợp lớp kem dày hơn này nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, kích thích lượng dầu thừa xuất hiện và lại sinh ra mụn. Kết hợp sử dụng sản phẩm đặc trị. Trong trường hợp bạn đang sử dụng thuốc hay kem đặc trị các vấn đề trên da như là mụn, sẹo thâm, sạm nám, nếp nhăn thì các bạn có thể dùng các sản phẩm này ở bước số 2. Thông thường khi sử dụng các cái sản phẩm đặc trị, bạn chỉ cần chấm hoặc là thoa ở những cái vùng da cần điều trị chứ không cần thoa hết bề mặt da. Và nếu bạn không gặp phải vấn đề nào về da thì có thể bỏ qua được bước này.